Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin chiều nay. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, website hungyentv.vn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Qua 15 năm, các hoạt động văn học nghệ thuật tại Hưng Yên có tính chuyên nghiệp hơn, có bước phát triển mới, nhiều tác phẩm có giá trị góp phần định hướng tư tưởng thẩm mỹ của nhân dân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định Hưng Yên là vùng đất giàu truyền thống văn hóa và văn hiến, là một trong những tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, đúng hướng và bền vững. Song, cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn học nghệ thuật, hoàn thiện cơ bản việc thể chế hóa các quan điểm đường lối định hướng của Đảng về văn học nghệ thuật, xây dựng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chiều nay, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận mặt trận quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Trong quý 1, hệ thống dân vận mặt trận tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân bàn giao đất, tham gia giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm của tỉnh, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt nguyện vọng của nhân dân. Nhiệm vụ quý 2 đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước, thực hiện giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm, tiếp tục triển khai xây dựng mô hình chính quyền phục vụ người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo, nạn nhân chất độc da cam. Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh hoạt động dạy thêm, học thêm và thực hiện các khoản thu đóng góp. Theo đó, lãnh đạo các trường và phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền đến cán bộ giáo viên học sinh, phụ huynh học sinh các văn bản quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm, học thêm và thực hiện thu các khoản đóng góp từ học sinh. Tuyệt đối không được dạy thêm, học thêm và thực hiện thu các khoản đóng góp từ học sinh trái quy định, tăng cường kiểm tra đối với lĩnh vực này. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đang nghiêm túc thực hiện theo công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về công tác tuyển sinh đầu cấp và định hướng phân luồng học sinh tham gia tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện tuyển sinh theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm mục tiêu an sinh và ổn định xã hội, đồng thời bảo đảm công khai, nghiêm túc, công bằng, nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy vai trò giám sát của cha mẹ học sinh trong quá trình tuyển sinh, tạo điều kiện cho con em đến trường, bảo đảm quyền học tập của trẻ em. Kết thúc tuyển sinh, các nhà trường thông báo công khai danh sách lớp, giáo viên chủ nhiệm, lịch tập trung học sinh, bố trí thời gian hợp lý để tổ chức hướng dẫn cho học sinh nội quy tìm hiểu truyền thống của nhà trường. Bảo hiểm xã hội tỉnh vừa phê duyệt thành công trên 365.600 tài khoản VSSID. Thông qua ứng dụng VSSID, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp dễ dàng tra cứu thông tin. Để người lao động giám sát được việc thực hiện trách nhiệm của chủ sở hữu lao động, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng vừa thực hiện điều chỉnh, nâng cấp ứng dụng VSSID lên phiên bản 1.6.5. Bổ sung thêm tính năng hiển thị thời gian chưa đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người tham gia tại chức năng quản lý cá nhân, quá trình tham gia. Đồng thời, thực hiện gửi thông báo trên ứng dụng vào ngày mùng 10 hàng tháng cho người lao động nếu chủ sử dụng lao động vi phạm quy định từ 30 ngày trở lên. Cơ quan Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ 22 đối tượng bị bắt quả tang đánh bạc khi đang tham gia giải gôn tại Đầm Vạc, Vĩnh Phúc. Trước đó, rạng sáng ngày 21 tháng 3, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành kiểm tra khách sạn DIC Star, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, phát hiện bắt giữ quả tang đối tượng Trần Anh Linh sinh năm 1976 là giám đốc công ty Trần Lê Gia cùng 21 đối tượng tổ chức đánh bạc dưới hình thức đánh bài poker. Lực lượng chức năng đã thu giữ vật chứng gồm hơn 4,6 triệu điểm phỉnh, tương đương hơn 4,6 tỷ đồng, cùng nhiều tài liệu có liên quan. Sáng nay, lực lượng Công an tỉnh Bình Dương có mặt tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6109D thành phố Thuận An, kiểm tra và đưa một số người trong trung tâm này về trụ sở công an làm việc. Lực lượng Công an yêu cầu toàn bộ các xe ô tô đang đăng kiểm trong trung tâm rời ra ngoài. Một số người làm việc trong trung tâm được lực lượng Công an đưa lên xe ô tô rời đi. Trước đó, ngày 10 tháng 3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đơn vị đã khởi tố, bắt 2 phó giám đốc và 2 đăng kiểm viên của trung tâm đăng kiểm 6108D, phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Cơ quan điều tra đã xác định 2 phó giám đốc gồm Lê Minh Quang và Nguyễn Mạnh Tường cùng 2 đăng kiểm viên trong quá trình kiểm định phương tiện đã nhận hối lộ để bỏ qua những lỗi nhỏ. Ngày 13 tháng 3, lực lượng cảnh sát 113 Công an Hưng Yên nhận điện thoại của người thân anh Lâm Ngọc Nghĩa đề nghị giúp đỡ khi đang điều khiển xe ô tô từ tỉnh Hà Nam về tỉnh Quảng Ninh trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Lúc này tình trạng sức khỏe của anh Nghĩa đã rất xấu, tổ công tác đã sơ cứu ban đầu và khẩn trương đưa anh Nghĩa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ân Thi. Sau một thời gian cấp cứu, sức khỏe của anh Nghĩa đã ổn định, tổ công tác đã giao người và phương tiện cho người nhà của anh Nghĩa để đưa về Quảng Ninh tiếp tục điều trị. Chương trình xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 tới đây, tuổi nghỉ hưu đối với công chức nhà nước ở trung ương và địa phương tại Nhật Bản sẽ được nâng từ mức 60 tuổi hiện nay lên 61 tuổi. Cũng theo quy định mới về tuổi nghỉ hưu của công chức Nhật Bản, từ sau này cứ 2 năm một lần, tuổi nghỉ hưu của công chức nhà nước sẽ được tăng thêm 1 năm cho đến khi chạm ngưỡng 65 tuổi vào năm tài khoá 2031. Việc nâng tuổi nghỉ hưu của công chức nhà nước là một phần trong nỗ lực của chính phủ Nhật Bản để đối phó với tình trạng thiếu hụt lao động do dân số giảm. Thông qua đó, chính phủ nước này muốn các công chức lớn tuổi sử dụng kinh nghiệm của mình để hỗ trợ cho các đồng nghiệp trẻ tuổi hơn. Ngày 27 tháng 3 vừa qua, chất lượng không khí tại thành phố Chiang Mai của Thái Lan bị xếp hạng ô nhiễm nhất trên thế giới. Nguyên nhân là do thành phố này đang bị bao phủ trong các đám bụi do tình trạng cháy rừng nghiêm trọng kéo dài, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân địa phương. Theo chỉ số AQI toàn cầu, Chiang Mai đã ghi nhận mức bụi mịn PM2.5 là 287 microgram trên mét khối khí, giữ vị trí là thành phố ô nhiễm nhất trên thế giới. Giới hạn an toàn của Thái Lan đối với chỉ số PM2.5, tình trạng ô nhiễm bụi mịn liên quan đến tử vong sớm do các bệnh về tim, phổi là 50 microgram trên mét khối khí. Chất lượng không khí tại thành phố Chiang Mai nói riêng và miền Bắc Thái Lan nói chung đã đạt ngưỡng báo động sau khi người dân bắt đầu đốt các loại nông sản dư thừa, cùng với tình trạng cháy rừng, cộng thêm khói do giao thông và công nghiệp thải ra. Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết, hơn 1,4 triệu người tại quốc gia này đã gặp các vấn đề về sức khỏe kể từ đầu năm do ô nhiễm không khí. Campuchia đang có kế hoạch đưa hổ từ Ấn Độ về thả trong các khu bảo tồn trong bối cảnh loài hổ biến mất ở nước này do xung đột và tình trạng săn trộm diễn ra tràn lan. Người phát ngôn Bộ Môi trường Campuchia cho biết, căn cứ vào chỉ thị của Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng ban hành năm 2020, chính phủ nước này đã hỗ trợ việc khôi phục loài hổ. Campuchia đang tìm cách đưa một số hổ từ Ấn Độ thả vào khu bảo tồn, nhưng chưa thể cho biết sẽ có bao nhiêu con hổ vào thời điểm này. Được biết, con hổ cuối cùng ở Campuchia được nhìn thấy vào năm 2007 tại một khu bảo tồn động vật hoang dã ở tỉnh Mondulkiri. Để hỗ trợ Campuchia phục hồi đàn hổ hoang dã, Ấn Độ đã cử một phái đoàn tới Campuchia để khảo sát, đảm bảo cơ sở tiếp nhận đáp ứng mọi điều kiện cần thiết cho loài hổ sinh sống. Hãng hàng không United Airlines của Mỹ thông báo đang lên kế hoạch ra mắt dịch vụ taxi bay điện đầu tiên vào năm 2025. Đây là kế hoạch hợp tác giữa hãng hàng không United Airlines và Archer Aviation, công ty sản xuất máy bay điện có trụ sở tại California. Các chuyến bay đầu tiên sẽ được thực hiện tại thành phố Chicago, bang Illinois, sử dụng máy bay do Archer sản xuất có tên là Midnight. Midnight được thiết kế để vận chuyển 4 hành khách và 1 phi công cùng với hành lý của họ và có thời gian sạc dự kiến là khoảng 12 phút giữa các chuyến bay và quãng đường tối đa 160 km. United Airlines cho biết giá cả sẽ cạnh tranh hơn nhiều so với taxi trên mặt đất. Lợi ích của máy bay điện là giảm lượng khí thải cũng như giảm tiếng ồn đáng kể. Midnight sẽ yên tĩnh hơn 1.000 lần so với máy bay trực thăng, đồng thời có tốc độ trung bình khoảng 240 km/h. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.